Dạ, xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn trên cả nước đã quay trở lại với cuộc sống Hậu Giang hai cô chú anh chị. Hôm nay là ngày 19 Tết rồi cô chú anh chị ha. Là coi như còn không còn bao lâu nữa đâu là rộn gà sát sưng trên cả nước rồi cô chú anh chị. Thì kênh cũng xin gửi lời cảm ơn và chúc cô chú anh chị và các bạn một năm mới thật là nhiều may mắn và sự như ý thành công hết quý cô chú anh chị. Hôm nay chợ hoa Bến Ninh Kiều cũng rộn ràng lắm luôn á. Mình giới thiệu cùng cô chú anh chị các bạn điểm bán cây phát tài. Đứng lựa đi. Rồi rồi. Rồi. Năm nào anh cũng quay mà. Dạ. Năm còn nay tiếp tục đến điểm bán bông phát tài của chú 75 nha cô chú anh chị. Chú 75 ha. Năm nay vẫn là điều khiển hoa phát tài ra hoa được nha cô chú anh chị. Thì năm nay vẫn ra hoa nữa ha cô chú ha. Rồi chào em. Dạ. Điểm phát tham bán phát tài của em phải không? Dạ. Rồi sẵn giới thiệu giùm anh luôn nha. Dạ. Dạ rồi. Rồi năm nay phát tài vẫn ra hoa em ha. Rồi hôm nay mình xuống lô hồi lúc nào vậy em? Dạ xuống lô cũng mấy bữa nay. Mấy bữa nay luôn mà anh không hay tới bữa nay mới hay ha. Dạ. Năm nào mình cũng đến đây mình để mình review cho cô chú anh chị nha. Năm nay tầm giá mình tự nhiêu tới nhiêu em? Dạ như cái cây này thì bán là 500. Rồi 500 dạ, ha là đang có bông. Cái này á cái thì là mình bán là 700. 700. Dạ. Đây nó dạ. Có hai cây. Dạ. Dạ. Rồi cây có đang có bông hai bông này là nhiêu em? Dạ cái này cầm cỡ 1 triệu triệu rưỡi ha. Triệu rưỡi. Dạ. Đây. Đang bắt đầu bung này nha cô chú anh chị. Cái này chắc ăn Tết dài dài luôn á, nó mới lú ra khoảng chừng một khúc ha. Còn lại mấy chậu thì cũng tầm giá cỡ từ 500 tới 1 triệu rồi. Ừ. Đây, cũng từ 500 tới 1 triệu cô chú anh chị. Cũng đang lên nụ nha cô chú nha. Không có nụ nè. Nụ này thì nó sẽ nở dài dài tới nha cô chú anh chị. Mình ăn tới phát tài cả năm luôn. Phát tài cả năm luôn. Anh ơi, chậu mai kiến thị này nhiêu vậy anh? Tao. Tao sẵn rồi có mai chiếu thủy rồi có linh sam đó hả? Cái linh sam. Cái này linh sam. Chậu mai chiếu thủy đó 1 triệu rưỡi là anh mua đi bớt cho. Giờ em vào tới nhà luôn. Cái này cái linh sam nha cô chú anh chị. Mua chậu mai đi, tặng chậu khế luôn, chịu không? Nhưng mà để em review lại cho cô chú chị xem phát tài cái nhà đó, phát tài ha. Quá nhìn rất là thấy cưng nha cô chú anh chị. Để trong nhà cái mang một cái hương sắc của năm mới ha, may mắn phát tài nha cô chú anh chị nha. Nếu mà miền Bắc của chú anh chị thì gọi là thiết mộc lan nha cô chú anh chị, có gì bỏ qua nha, mình ở miền Nam mình gọi là hoa phát tài không à. Để mình vô bên trong này nha cô chú anh chị. Bên trong này thì còn rất là nhiều, phải cũng tầm giá từ 500 đến 1 triệu rưỡi ha cô chú anh chị. Cây thì nó đang lú mục lên hết rồi nè. Lú mục nụ nha. Ồ đứng đây nghe mùi phát tài thơm phức luôn. Cây nào cũng có nụ hết nha cô chú anh chị nha. Mỗi cây đều có hết trơn nè. Đó. Có cây này hai cây luôn, rất là có duyên luôn. Đây là phu thê nha cô chú anh chị. Hai vợ chồng đều phát tài hết ha. Còn cây này ba thân thì tam tài luôn. Cũng có nụ luôn nha cô chú anh chị. Cây ba thân này nhiêu vậy anh? 700 nha cô chú anh chị, tam tài luôn nha cô chú anh chị nha. Đó nó có hai cái bông ha. Hai cái bông. Trong đây nữa nè. Góc đế rồi nè cô chú anh chị nha. À.
Giá thì từ 500 đến 1,5 triệu. Như cây này thì một cốt mà hai bông cô chú anh chị. Cây nhỏ mà cũng ra bông luôn rồi cô chú anh chị, chi tử ha, ra bông luôn. Còn ở đây chỉ có một cây nở sớm thôi nha cô chú anh chị ha, cái này 500 ha cô chú anh chị, nhưng mà nó vẫn còn ủ đây nè ha. Dạ rồi. Đây là cái bùm sụm không anh? Bùm sụm nha cô chú anh chị, cho bonsai ha. Bonsai ôm đá luôn nè, cô chú anh chị nó ôm đá ha. Cái bùm sụm là nhiêu vậy anh? 8,5 triệu nha cô chú anh chị. Ngoài ra thì còn có mấy cây cần thân hết cô chú anh chị. Cái cần thân này mình giá bao nhiêu anh? 1,5 triệu nha cô chú anh chị. Đây có cái đế rất là đẹp ha. Cái cần thân. Rồi mai chứa thủy luôn nữa cô chú anh chị. Cái này cây kim quýt nè, nên mấy cây bonsai. Có cả cây me nữa nha cô chú anh chị. Chỗ này cái bằng cây gì vậy anh? Cái dưới hả? Cái này nhiêu cây anh? 650 nha cô chú anh chị. Cây kim quýt mini 650, nguyên cái lô nhỏ mini là 650 hết. Nguyên cái lô này là 650 hết nha cô chú anh chị. Sung nhiêu cây anh? Sung nè nhiêu cây? 500k sung đang trái nha cô chú anh chị. Có cây bông giấy Mỹ Gin nữa nè, bông giấy Mỹ Gin bonsai này nhiêu cây anh? 800k nha cô chú anh chị. Đang có bông luôn ha.
bonsai siêu bông luôn nha cô chú anh chị, này là bông giấy Mỹ. Rồi em cũng xin kết thúc video luôn cô chú anh chị ha. Kính chúc cô chú anh chị các bạn đón một năm mới, năm 2021 trong Tân Sửu may mắn phát tài luôn nha cô chú anh chị, khang khang thịnh vượng luôn nha.